Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2022 tăng cao nhất trong 11 năm với 8,83%. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng. Chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội và Chính phủ đề ra đã phát huy hiệu quả. Đây là thông tin mà Tổng cục Thống kê đưa ra tại buổi họp báo công bố số liệu kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2022 diễn ra vào sáng nay. Đóng góp cho GDP của 9 tháng đầu năm phải kể đến mức tăng trưởng hai con số trong quý 3 với 13,67%. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo và khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Một điểm sáng nữa là thu hút FDI 9 tháng đầu năm, tỷ lệ vốn thực hiện trên vốn đăng ký đạt 82,3%, mức tăng kỷ lục cho thấy niềm tin của nhà đầu tư và môi trường kinh doanh tại Việt Nam. 9 tháng đầu năm 2022, trung bình mỗi ngày có hơn 600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CPI 9 tháng đầu năm cũng được kiểm soát ở con số 2,73% dưới mức mục tiêu mà Quốc hội đề ra. Giáo dục là trên 6%, vì người Việt là đầu tư cho giáo dục rất lớn, rồi y tế cũng trên 5% và các cái mặt hàng khác thì chúng ta đã không tăng giá hoặc là rất nhiều cái địa phương cũng đã hỗ trợ cho y tế và giáo dục. Do đó đấy cũng chính là những cái nguyên nhân chính để chúng ta kiểm soát được và chúng ta cũng thực hiện hàng loạt chính sách giảm giá về thuế, phí và lệ phí giúp cho người dân và doanh nghiệp không chịu những cái bão giá đang hoành hành ở trên thế giới. Theo đánh giá của nhiều tổ chức uy tín trên thế giới, Việt Nam là nước hiếm hoi được nâng dự báo tăng trưởng cả năm 2022. Trong đó, World Bank dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay là 7,2%, mức tăng trưởng phi thường. Chúng tôi duy trì đánh giá tích cực đối với triển vọng của Việt Nam trong trung và dài hạn. Việt Nam có triển vọng hết sức tươi sáng nhờ cơ cấu dân số thuận lợi, lực lượng lao động trẻ, các yếu tố nền tảng trong nước ngày càng được cải thiện, sự hội nhập mạnh mẽ với thị trường quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Có thể nói là chưa bao giờ Việt Nam chúng ta chứng kiến một cái tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số theo năm hay là theo quý như là trong cái quý 3 năm 2022 này. Thì cái phần nguyên nhân cũng rất cơ bản, đó là do năm 2021, do cái tác động của dịch bệnh, nên đúng quý 3 của năm 2021, chúng ta cũng có một cái tốc độ tăng trưởng kinh tế âm 6%, và đó chính là cái nguyên nhân khiến cho cái tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 3 của chúng ta tăng cao như vậy. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rủi ro từ bên ngoài, đặc biệt là những áp lực lên chỉ số giá những tháng cuối năm như lạm phát xuất khẩu, biến động giá xăng dầu, giá lương thực, thực phẩm, đồ uống. Do đó, cần theo dõi chặt chẽ những diễn biến trên thị trường để có những điều chỉnh phù hợp.